Quang Huy xin kính chào quý vị khán thính giả đến với phần tin đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và mở đầu cho phần tin đầu giờ của ngày hôm nay, phần tin sau đây đến từ Hoa Kỳ cho hay Hoa Kỳ không đặt thời hạn cho cuộc điều đình về Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Geneva để thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về kho vũ khí hóa học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các giới chức Hoa Kỳ không đặt ra thời hạn cho các cuộc điều đình ngoại giao này và họ lưu ý rằng một hành động quân sự vẫn có thể xảy ra. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói với các nhà báo hôm thứ Tư rằng mặc dù phía Hoa Kỳ thừa nhận tiến trình đó không thể hoàn tất nhanh chóng. Phát ngôn viên Carney nói rằng không nên vịn vào đó mà kéo dài thời hạn. Hai ngoại trưởng Nga-Mỹ sẽ bàn phương án qua đó. Syria sẽ giao nạp tất cả vũ khí hóa học cho Liên Hiệp Quốc. Nga và Syria đã đồng ý cho phương án này. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng có một hành động quân sự tại Syria nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Ông nói chính một phần nhờ có những đe dọa như vậy nên mới có những chuyển biến về ngoại giao trong mấy ngày qua. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cũng hối thúc Nga tiếp tục tiến bước bởi vì đây cũng là một vấn đề uy tín của Nga. Tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên Jen Psaki nói rằng các nhà ngoại giao đứng trước nhiều thách thức để có thể thành công. Trước tiên, tôi xin nói rằng chi tiết rất quan trọng. Hoa Kỳ không xác định trước và cũng không gợi ý trước rằng mình sẽ phê chuẩn bất cứ những gì đã được thảo luận trong những ngày tới. Mọi thứ phải có tính cách khả tín, phải có thể kiểm chứng được. Sau cùng, Hoa Kỳ tin rằng cần có sự giao tiếp và can dự của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội hoãn lại cuộc biểu quyết cho phép tiến hành biện pháp quân sự tại Syria. Nhưng một số nhà làm luật nói rằng họ có thể tổ chức biểu quyết vào tuần tới trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao thất bại. Nga giao Hoa Kỳ kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học Syria. Nga vừa bàn giao cho Hoa Kỳ kế hoạch đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế trước một cuộc họp quan trọng về vấn đề này giữa hai giới chức ngoại giao hai nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp của Mỹ John Kerry đã gặp nhau để thảo luận về việc thu thập cũng như tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Cuộc họp có thể mất một hoặc hai ngày. Đây sẽ là một cuộc họp song phương, không có kế hoạch nào liên quan đến Liên Hiệp Quốc. Một nguồn tin ở Geneva, Thụy Sĩ cho biết như vậy. Hãng thông tấn ITA-TASS đưa tin, cuộc họp sẽ diễn ra ở một trong những khách sạn sang trọng nhất của Geneva. Moscow, ngày 9 tháng 9, đã đề nghị Syria giao nộp vũ khí hóa học, dẫn đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hoãn kế hoạch không kích vào quốc gia Trung Đông nhằm trừng phạt việc chính quyền Bashar al-Assad tấn công hóa học. Theo tình báo Mỹ, trong cuộc tấn công này, quân đội Syria đã sát hại hơn 1.400 người ở thành lũy của phe đối lập thuộc vùng ngoại ô Damascus với chất độc thần kinh sarin. Tuy nhiên, chính quyền Assad bác bỏ cáo buộc này. Pháp vẫn sẵn sàng tấn công Syria. Tổng thống Pháp hôm qua tuyên bố ủng hộ giải pháp hòa bình để kiểm soát vũ khí hóa học của Syria, nhưng vẫn sẵn sàng tấn công quân sự để trừng phạt Damascus nếu con đường ngoại giao thất bại. Lời cảnh báo được đưa ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Pháp và các bộ trưởng quốc phòng. Ngoại giao cũng như các viên chức cao cấp quân đội Pháp. AFP trích tuyên ngôn bố của văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Pháp sẽ vẫn duy trì liên hệ với các nước đối tác, cũng như sẵn sàng huy động lực lượng để trừng phạt chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và ngăn chặn họ sử dụng các loại vũ khí này một lần nữa. Mặt khác, Pháp cũng nỗ lực ủng hộ cuộc đàm phán về việc Syria bàn giao kho vũ khí hóa học cho quốc tế đi đến thành công. Tuyên bố có đoạn, Tổng thống nhấn mạnh quyết tâm của Pháp trong việc thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép kiểm soát kho vũ khí hóa học hiện tại của Syria một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Pháp đang thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết buộc Syria phải nhanh chóng thực hiện cam kết từ bỏ vũ khí hóa học. Nếu không, sẽ phải đối diện với sự trừng phạt. Nga
đã đề nghị được giám sát quá trình Syria giao nộp vũ khí và hỗ trợ tiêu hủy kho vũ khí của Damascus, nhưng cũng ra tối hậu thư để phản đối việc tấn công vào quốc gia Trung Đông. Moscow đã nhiều lần bỏ phiếu phủ quyết mỗi khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét ra nghị quyết trừng phạt Syria kể từ khi nước này chìm vào cuộc nội chiến hơn 2 năm trước. 5 cảnh sát viên bị giết tại miền Nam Thái Lan. 5 cảnh sát viên đã bị giết hôm thứ Tư tại miền Nam Thái Lan. Theo tin Permana, số cảnh sát viên chết là 5 người, chứ không phải 4 như nguồn tin lúc ban đầu cho biết. Toán cảnh sát đang tuần tra để tìm những người buôn lậu xăng dầu trong huyện Thunyan Den, tỉnh Pattani, sát biên giới với Malaysia thì bị tấn công. Cảnh sát nghi ngờ phe tấn công là các tay súng Hồi giáo đòi ly khai, và họ đang điều tra. Nhà chức trách đã tìm thấy một số súng M16 và AK-47 cùng một số đạn. Hơn 5.000 người đã bị giết và trên 9.000 người bị thương ở các tỉnh miền Nam Thái Lan kể từ khi nổi lên phong trào đòi ly khai vào năm 2004 để lập ra một nước Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan. Dọa đánh bom sân bay Los Angeles đúng dịp ngày 11 tháng 9. Một người Mỹ gốc Nigeria vừa bị bắt giữ sau khi đe dọa đánh bom sân bay quốc tế Los Angeles đúng vào dịp kỷ niệm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Alpha Onuha, 29 tuổi, và là cựu nhân viên của Cục Quản lý An ninh Vận tải, gọi tắt là TSA, đã bị lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Los Angeles bắt giữ vào cuối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương. LA Times dẫn một lời đe dọa của Onuoha trên mạng viết rằng: "Vào ngày mà tôi đưa ra thông điệp này, ngay cả chính phủ Hoa Kỳ từng lớn mạnh, hạ hê kiêu ngạo cũng sẽ bị sụp đổ không còn gì." Trước đó, Onuoha đã gọi đến sân bay quốc tế Los Angeles, viết tắt là LAX, tiểu bang California, vào chiều ngày 10 tháng 9 và cảnh báo với một quản lý của TSA rằng họ nên di tản mọi người. Trong cuộc điện thoại, y đe dọa rằng một quả bom hoặc bạo lực sẽ tấn công sân bay. Người quản lý thì tin rằng kịch bản dễ xảy ra nhất là một vụ nã súng. Một đội rà bom đã được điều động sau khi Onuoha đã để lại một túi đồ khả nghi ở trụ sở tại LAX của TSA. Túi đồ này sau đó được xác định là vô hại, nhưng Onuoha đã bày tỏ thái độ khinh miệt nước Mỹ trong lá thư đính kèm. Khi lực lượng chống khủng bố lục soát căn nhà của Onuoha, họ cũng đã tìm thấy một mảnh giấy nằm bên trong một tủ áo quần có dòng chữ 11 tháng 9 năm 2013. Sẽ có lửa, hãy khiếp sợ đi, hãy khiếp sợ đi. Cảnh sát cũng đang điều tra một trang web dường như có liên quan đến Onuoha. Nhiều lá thư viết lan man có chữ ký của người này nhắc đến con số ngày 11 tháng 9 và sự kết thúc của thế giới. Na Alpha Onuoha được cho là một người nhập cư Nigeria có quốc tịch Mỹ, đã ra tòa vào chiều hôm qua. Anh ta sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi một phiên điều trần diễn ra vào đầu tuần sau và có thể bị buộc tội vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Người này đối diện với 15 năm tù nếu bị kết án với tội danh đe dọa sân bay Los Angeles. Onuoha đã xin nghỉ việc tại TSA vào hôm ngày 10 tháng 9, sau khi bị đình chỉ tạm thời cách đây không lâu. Tháng 7 vừa qua, tên này được cho là đã bị khiển trách vì to tiếng với một cô bé 15 tuổi về chuyện trang phục. Sự việc gây chú ý khi cha của cô bé kể lại chuyện này trên blog của ông. Một bản tin khác đến từ Việt Nam cho hay, mạng lưới blogger Việt Nam gặp phái đoàn Liên hiệp châu Âu. Đại diện mạng lưới blogger Việt Nam vừa có cuộc gặp và trao tuyên bố 258 của họ cho đại diện phái đoàn Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội. Theo tin BBC, cuộc gặp kéo dài một tiếng đồng hồ diễn ra tại khách sạn Movenpick, Hà Nội chiều thứ Ba ngày 10 tháng 9. Thứ Tư ngày 11 tháng 9, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu có vòng đối thoại thường niên về nhân quyền tại Hà Nội. Cũng vì vậy, bà Veronique
Arnold, giám đốc phụ trách nhân quyền và dân chủ của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, viết tắt là EEAS, hiện đã có mặt ở Hà Nội để dự đối thoại cũng có mặt trong cuộc gặp với nhóm blogger. Ông Nguyễn Chí Tuyến, tức blogger Anh Chí, một trong năm blogger Việt Nam tham gia cuộc gặp, cho BBC hay rằng hai bên đã trao đổi về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bà Arnold có nói là Liên hiệp châu Âu và 20 đại sứ quán, các nước thành viên tại Việt Nam rất quan tâm đến quyền bày tỏ quan điểm trên Internet. Coi trọng việc tự do ngôn luận, blogger này cho biết, tự do ngôn luận và Internet sẽ là chủ đề được mang ra bàn tán tại phiên đối thoại nhân quyền với chính phủ Việt Nam ngày 11 tháng 9. Theo blogger Anh Chí, tại cuộc gặp, được biết bà Veronique Arnault đã cho biết phái đoàn EU sẽ đề nghị Việt Nam đưa ra cam kết và thực hiện cam kết đó khi muốn trở thành thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam đang ứng cử để vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ từ năm 2014 đến năm 2016. Hai bên cũng đã trao đổi để về Nghị định 72 mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 và ảnh hưởng của nó tới người sử dụng Internet cũng như sự bày tỏ quan tâm trên Internet của người Việt Nam. Bà Veronique Arnault được dẫn lời nói bà hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp và cũng không muốn thấy các blogger sau buổi gặp mặt sẽ bị phía an ninh sách nhiễu. Có 5 blogger Việt Nam đã tham gia cuộc gặp là Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội, Nguyễn Ngọc Diêu Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm ở Nha Trang, Châu Văn Thi, blogger Yêu Nước Việt ở Sài Gòn, và một blogger đề nghị giấu tên. Trước đó, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam cũng đã có cuộc gặp và trao tuyên bố phản đối Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam tới đại diện các sứ quán nước ngoài ở Hà Nội như Hoa Kỳ, Thụy Điển và tới Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế. Sài Gòn, hai xe tải đụng đối đầu, tài xế kêu cứu trong cabin. Khuya ngày 10 tháng 9, hai xe tải đâm trực diện khi chạy tới ngã ba quốc lộ 1A Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, Sài Gòn. Tai nạn khiến hai đầu xe biến dạng, tài xế kẹt trong cabin. Tin VN Express cho hay khoảng 9 giờ 30 sáng, xe tải 13 tấn chở thép chạy trên quốc lộ 1A hướng từ An Sương về An Lạc. Khi xe đi vào, đoạn đường đang xây dựng trước cổng công an quận Bình Tân thì bị xe tải nhỏ do tài xế Nguyễn Hữu Tuấn, 24 tuổi, quê Nam Định, chạy chiều ngược lại, đâm trực diện. Cú đấu đầu hai xe tải gây tiếng động kinh hoàng. Hai đầu xe tải hư hỏng nặng, nhiều tấn thép rơi xuống đường, giao thông qua khu vực bị phong tỏa. Tài xế xe 13 tấn kêu cứu vì bị mắc kẹt trong cabin. Phải mất hơn 1 giờ sau nạn nhân mới được đưa ra ngoài trong tình trạng bị trọng thương. Tài xế phụ và hai người trên xe tải còn lại may mắn thoát nạn. Tai nạn đã làm giao thông trong khu vực bị tắc nghẽn nghiêm trọng đến rạng sáng ngày 11 tháng 9. Hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình trên đài truyền hình Việt News. Melody Flowers là nơi quý khách có thể tìm thấy đủ các loại hoa, từ hoa hồng Nam Mỹ đến hoa lan Hawaii, từ cẩm chướng đến thực dược, từ glazier đến stargazer lily và còn nhiều nữa với màu sắc thắm tươi rực rỡ. Những chùm bong bóng muôn màu do chính chủ nhân tự tay design theo cách riêng để quý vị có thể gửi tặng cho người thân quen trong tất cả các dịp lễ quan trọng trong năm. Melody Flowers chuyên cung cấp hoa tang, hoa cưới, hoa sinh nhật, các loại cây xanh, nhận gửi hoa đi khắp các tiểu bang và Việt Nam. Melody Flowers tọa lạc tại 14520 Brookhurst Street, góc đường Hazard, thành phố Westminster, điện thoại 714-775-4648, nhận Visa và Mastercard. Hàng ngày quý vị thở hít không khí ô nhiễm với khói xe, khói thuốc lá, bụi bặm, khí thải từ các nhà máy sản xuất hoặc hơi hóa chất từ các sản phẩm trong ngành nail. Quý vị cần bảo vệ lá phổi của mình. Dược phẩm Lung Support của công ty Nutrivita là câu trả lời cho những mối nguy hiểm nói trên. Lung Support giúp phổi lọc không khí trong lành, bảo vệ và bồi bổ lá phổi, giúp sống lành mạnh. Lung Support đã bán trên 3 triệu chai. Hãy gọi ngay 714-898-1234. Andy Duy là một chuyên gia makeup với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề.
Energy Makeup với phong cách tự nhiên hiện đại sẽ mang đến cho các cô dâu vẻ đẹp hoàn hảo nhất trong ngày cưới. Energy tự hào sẽ làm cho bạn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất với nét đẹp nhẹ nhàng, sang trọng, quyến rũ tự nhiên, vẫn là chính bạn nhưng đẹp hơn. Xin liên lạc qua số điện thoại 714-394-9122, 714-394-9122. Tượng Phật từ Đà Nẵng, Việt Nam cần để lại cho những Phật tử cúng dường giá kính Phật nhẹ nhàng. Ba tượng lớn 7 feet 5.000 pounds, tượng nhỏ 2,5 feet 400 pounds, tượng bằng đá ngọc trắng. Xin liên lạc 714-580-2518 và 714-580-3877. 714-580-2518 và 714-580-3877. Opening Squid Day Spa với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp massage giúp bạn thư giãn rất tốt cho cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi. Free Table Shower 30 phút 30 đồng, 60 phút 50 đồng. Xin liên lạc qua số điện thoại 714-614-5257, 714-614-5257. Bạn có thấy bạn như thế nào? Chân Vy xin hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị hãng mỹ phẩm Lopra được sản xuất tại Ý và Pháp, rất thích hợp cho làn da Á Đông. Vy Beautiful Skincare xin gọi 1-800-494-1324.